Bé học đếm ngón tay từ 1 đến 20 thú vị nhất. Đếm con. Một ngón tay nhìn kìa con. Hai ngón tay bắt đầu vui hơn. Thêm 3 ta có 5 ngón tay. Đó là một bàn tay hôm nay. 6 ngón tay khi thêm một bàn. 7 ngón tay chơi không mệt mỏi. 8 ngón tay cùng nhau vẫy chào. 9 ngón tay nắm chặt không lùi. 10 ngón tay đủ cả 2 bàn. Vui đếm cùng con, từng ngày rạng ngời. 11 chiếc bánh đặt trên bàn. 12 chiếc bánh thêm một ít dâu tây. 13 chiếc bánh dùng để tiệc mừng. 14 chiếc bánh thơm ngon không cùng. 15 chiếc bánh trông thật là nhiều. 16 chiếc bánh cho bạn bè yêu. 17 chiếc bánh đầy màu sắc. 18 chiếc bánh làm đêm thêm phấn khích. 19 chiếc bánh gần đầy cả đĩa. 20 chiếc bánh tròn trịa, đẹp tuyệt vời. Bây giờ con đã biết đếm rồi. Từ 1 đến 20, vui cùng chơi. Đếm ngón tay, rồi đến bánh ngọt. Học số đếm cùng tiếng cười rộn rã. Một ngón tay nhìn kìa con. Hai ngón tay bắt đầu vui hơn. Thêm 3 ta có 5 ngón tay. Đó là một bàn tay hôm nay. 6 ngón tay khi thêm một bàn. 7 ngón tay chơi không mệt mỏi. 8 ngón tay cùng nhau vẫy chào. 9 ngón tay nắm chặt không lùi. 10 ngón tay đủ cả 2 bàn. Vui đếm cùng con, từng ngày rạng ngời. 11 chiếc bánh đặt trên bàn. 12 chiếc bánh thêm một ít dâu tây. 13 chiếc bánh dùng để tiệc mừng. 14 chiếc bánh thơm ngon không cùng. 15 chiếc bánh trông thật là nhiều. 16 chiếc bánh cho bạn bè yêu. 17 chiếc bánh đầy màu sắc. 18 chiếc bánh làm đêm thêm phấn khích. 19 chiếc bánh gần đầy cả đĩa. 20 chiếc bánh tròn trịa, đẹp tuyệt vời. Bây giờ con đã biết đếm rồi. Từ 1 đến 20, vui cùng chơi. Đếm ngón tay, rồi đến bánh ngọt. Học số đếm cùng tiếng cười rộn rã. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.